Mến chào quý vị đã quay trở lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày 27 Tết rồi quý vị. Và như quý vị thấy, tôi đang gửi đến cho quý vị những hình ảnh mới nhất về hồi xuân năm 2024 Giáp Thìn. Và ở phía công viên gần Bí Quốc Học thì cũng đã trang hoàng rất là đẹp, cũng như là có rất nhiều những du khách, người dân địa phương đến đây để du xuân và chụp hình check-in. Hoa rất là đẹp. Cái cây này là được treo những cái băng đỏ, nhìn rất là có không khí của ngày xuân, ngày Tết. Và hồi xuân 2024 cũng đã được khai mạc với cả cái gian hàng thư pháp. Đây là một cái hoạt động thường niên khai xuân tặng chữ đấy quý vị. Nhìn thư pháp có lẽ là một cái nét truyền thống văn hóa của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Và đặc biệt hơn nữa, năm nay là năm Giáp Thìn và linh vật sông Long gọi là Lượng Long ở khu vực Bía Quốc Học hiện tại thì cũng đang rất là hot trên mạng xã hội. Và tôi sẽ cho quý vị chiêm ngưỡng cái đôi sông Long này một cách cận cảnh đây. Quý vị thấy là con rồng dài 30 mét, nhìn rất là thần thái. Ngoài ra thì quý vị thấy là mọi người đến đây bây giờ check in chụp hình rất là đông, với những ta áo dài rồi những cái khung cảnh rất là thú vị. Nhìn những cái hình này là chúng ta đã thấy nôn nao, thấy xôn xao rồi, một cái không khí Tết Giáp Thìn 2024. Mọi người đang đi rất là đông luôn. Và quý vị nhìn những hình ảnh này thì có cảm thấy nhớ nhà hay không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật khu vực chợ hoa xuân, chợ hoa Tết ở thành phố Huế xem như thế nào nhé quý vị. Chúng tôi quý vị ở khu vực đường Bùi Thị Xuân, quý vị thấy là mai bây giờ cũng đã nở rộ rồi quý vị. Đấy. Và ở đây cũng có một cái hội hoa xuân năm 2024. Trong kia là các cái dáng mọc mì nghề này. Bên ngoài thì trưng bày cúc, thọ. Đã không bao giờ nở rất là nhiều rồi quý vị. Đây đào này. Đào cũng là khá sắc hồng, nở đẹp. Đó. Năm nay mai đào nở đúng vào dịp Tết và rất là hợp để mà trứng luôn quý vị, trứng Tết. Đấy. Mai đào quốc rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì quý vị thấy là tình hình chung là cái khúc này là người bán thì nhiều mà người mua thì ít đây. Đó. Bên này là cùng mai vàng Huế này. Đó. Mai vàng Huế bây giờ cũng đã nở rộ rồi. Các loài cây này rất là đẹp luôn, dáng rất là đẹp. Những cái cây này mà trứng Tết là chúng là rất là đúng bài luôn quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp ở các cái khu vực chợ hoa khác xem như thế nào nhé quý vị. Kính thưa quý vị, thì còn đây là ở khu vực chợ hoa đang nắng giáo đây quý vị. Và như quý vị thấy thì cuộc rồi các cái loài hoa bây giờ cũng đã nở rất là sặc sỡ rồi. Đó, nhưng mà người bán thì rất nhiều, nhưng mà quý vị thấy này, người mua rất là ít. Bây giờ bóng đã nở rồ rồi quý vị, màu sắc rất là sặc sỡ. Đấy, cả cái chậu bông cúc này. Đó, nở quá đẹp luôn quý vị. Mà thời điểm này mà chúng ta không đi mua hoa về nữa thì thật sự là không biết đến khi nào. Bởi vì theo như tôi được biết á, dự báo
khoảng ngày 29 Tết là bắt đầu trời mưa lạnh. Đó. Bây giờ bóng đem về nhà thì sẽ nở rất là đẹp. Đấy, đào này. Đó, mai này, nở, gọi là nở rồ đó đấy. Đó, quá đẹp quý vị. Khu vực đang Nam Giao, ngày 27 Tết. Đó, mai nở rất là đẹp. Đó, những cái chậu mai vàng vô giá đấy. Nhưng mà cũng có thể sẽ có người thích và mua nó. Ở đây thì cũng đã có khởi sắc một chút xíu. Đó, đi giao hàng này, nhìn rất là rộn ràng rồi. Đó, có cục nở quá đẹp quý vị. Đó, hoa thò này, cục mâm xôi. Đó, nhìn rất là sặc sỡ luôn. Đó, quá đẹp. Hôm nay thì vẫn chưa mưa lạnh, nhưng mà thời gian tới thì có thể có khả năng. Chính vì vậy là chúng ta nhanh chân để tới lựa một cái chậu hoa yêu thích mang về nhà thôi. Đây, khu vực ngay chỗ công viên Phan Bội Châu này. Đó, đường Phan Bội Châu đây. Đó, quý vị thấy là hoa cúc cũng nở rầm rộ rồi. Đấy, cũng có người đến để xem hoa rồi mua hoa, nhưng mà thực sự là rất là ít người đến mua. Một cái không khí khá là ảm đạm ngày cần Tết Giáp Thìn rồi quý vị, ngày 27 Tết rồi. Đấy, đào rồi hoa thò nhìn rất là sặc sỡ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi những cái khu vực khác xem như thế nào nha quý vị. Như quý vị thấy ở khúc giao giữa đường Đào Tấn và đường Phan Bội Châu thì cũng có một địa điểm nhỏ là bán hoa. Đó, bán hoa Tết. Đấy, chủ yếu là cũng là cúc rồi bóng thò. Đây là mái vàng nữa này, rất là đẹp, những cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, cúc đây nở rồ rồi, vàng rồi, một màu vàng rực rồi. Đó, mái này, đó, cái mái tiểu cành này nhìn rất là đẹp. Đó, còn đây là khu vực có thể nói là chợ hoa xuân lớn nhất Huế ở đường Lê Duẩn. Và quý vị thấy này, đó, không khí khá là ảm đạm, hoa thì nở rất là đẹp rồi. Đấy, nhưng mà người đến mua và xem thì là rất là ít. Thực sự năm nay là một cái năm khá là buồn của cả cái tiểu thương hoa, bán hoa đây. Đó, quý vị thấy này, đào nở quá đẹp luôn rồi. Đó, hôm nay đã là 27 Tết rồi. Đây, khu vực bán đào Tết này quý vị. Ở đây thì cũng có người đến xem. Đó, để chất giá rồi đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là đào nở quá đẹp quý vị. Đấy, cái khúc trên thì là như thế, nhưng mà có vẻ khúc dưới này là có vẻ là nó khởi sắc và nó đóng vui hơn. Đấy, cũng có người đến để chụp hình check in hoa đào nở sắc hồng. À, bên này là có người mua hoa rồi này. À, ôi, bên cái đoạn này người xem cũng khá là đông này. À, mọi người đang lựa chọn đào rồi, hoa đào nở rồi, nở sắc hồng rồi. Bởi vì thấy những cái cảnh đào rất là đẹp, nở rồ luôn. Nói chung là có chỗ có, rồi chỗ chỗ không. Đấy, nhưng mà rõ ràng là cái tình hình chung là năm nay là khá là ảm đạm. Sau khu vực chợ đào thì chúng ta sẽ đến chợ mai. Đấy, mai bây giờ là nở vàng nguyên một cái màu luôn quý vị này. Đấy,
Bây giờ đem về chơi Tết là quá đẹp luôn rồi. Đó. Rồi cúc này. Cả cái loài cúc mắm xôi. Rồi lan và hoa thiên điều. Vâng vâng. À, bên này là chợ mai này quý vị. Đó. Mai bây giờ ui nở sặc sỡ luôn rồi. Nở mà có thể nói là không còn gì để nở luôn rồi. À, và hôm nay đã là 27 Tết rồi. Bởi vì trứng hoa đào nở thì quá là đẹp luôn. Đó, chợ mai sặc sỡ quá quý vị. So với ngày hôm trước thì hôm nay có vẻ đông đúc hơn. Đó. Và cũng có người mua nhiều hơn. Có nơi thì ảm đạm, có nơi thì có vẻ khởi sắc. Khu vực chợ cúc nên là một màu vàng rực rồi. Đó. Đấy, mặc áo dài đi check in rất là đẹp. Gương bách thảo này, hoa lùa này. Ờ, bây giờ thật ra mà nhìn vào năm nay thì thấy hoa cúc là bán khá là chậm đấy. À, bây giờ người ta mua bốn trường tiền là những cái chậu hoa nhỏ kiểu như thế này này. Đấy. Còn cúc thì lại có vẻ là ít chày hơn. Chắc có lẽ là bà con chờ đến ngày 29-30 thì khi đó mới lên để chọn cho mình một cặp bông. Theo như tôi thấy thì tâm lý của mọi người năm nào cũng thế, thường sẽ chọn ngày 29-30 khi mà cái chờ hoa xuân nó kết thúc, nó gần kết thúc thì lúc đó bà con mới đến để lựa chọn hoa, và tới đó thì chắc chắn là hoa này sẽ nở to hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà thường niên thì cái thời điểm này thì mọi người đã đi rào giá rất là đông rồi, đi mua hoa rất là đông rồi, còn cũng như là đi check in chụp hình cũng rất là đông rồi. Nhưng mà năm nay thì quý vị thấy thời tiết rất là đẹp nhưng mà lại ít người mua, nhiều người bán cúc. Tôi thấy là những cái khu vực này là vẫn cứ còn rất là nhiều như thế này. Nhưng mà có một cái khởi sắc đó là lượng người bây giờ đi du xuân là nhiều hơn so với những ngày hôm trước. Nó cũng có một cái không khí gọi là không khí Tết đến xuân về hợp lý hơn. Đấy. Đó, bãi giữ xe bây giờ thì cũng đã đóng đúc hơn, đóng đúc hẳn lên rồi. Úi giời, cúc nở quá đẹp rồi. Chụp áo dài đỏ trước cái nền background màu hồng này đúng bài luôn. Mọi người nhắn chân lên lửa bóng đi, vì chỉ còn một vài ngày nữa thôi là Tết rồi. À, là hết cái chợ hoa xuân rồi. Đến cả cái chợ sập lan thì có vẻ là hôm nay là ảm đạm hơn so với những ngày trước. Rất là sặc sỡ luôn. Nhưng mà tâm lý bây giờ khách hàng thì lại thích mua lan. Đó. Đó là bây giờ năm nay có lẽ lan là bán được hơn so với những năm trước. Đó, khu vực chợ hoa gần Phú Hưng Lâu. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về phía khu vực chợ hoa ngã 6 Hùng Vương thì xem như thế nào nhé quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Đây, quý vị thấy khu vực chợ hóa ở nhà Hạc Lưỡng đây quý vị. Đấy. Thì không khí có vẻ cũng khá là ảm đạm đấy. Đấy. Năm nay đúng quả thực là mọi người mua hóa rất là chậm luôn. 27 Tết rồi nhưng mà lại ít người đến xem như thế này. Cúc mâm xôi rồi, cúc này. Đấy. Bây giờ các cái hộp hoa cúc là nở rồ rồi. Hoa mai thì cũng thế này. Đó.
ngoài kia là còn rất nhiều những cái gian hàng hoa này, hoa Tết này. Có những cái kiểu trò nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Phía bên ngoài đường Lê Quý Đôn thì cũng có những cái hàng hoa Tết, hoa thiên điểu, rồi hoa yến thảo, đúng không? Cúc mâm xôi. Rồi cả cái gian hàng mộc mỹ nghệ. Nhìn có vẻ nó đóng hơn một chút xíu thôi, nhưng mà nếu như mà so với thường niên thì như thế này thì vẫn không đóng bằng. Và tôi phải dùng một cái từ là ảm đạm, bởi vì chủ yếu là đi đó, bởi vì thấy không, đi nhìn về ngắm thôi. Năm nay thì lại có rất nhiều những cái lựa chọn, đó là bà con cùng đi khảo giá đủ nơi, sau đó mới đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. Đây, mai Huế này được đưa vào chậu rất là đẹp, mộc mỹ nghệ. Mộc mỹ nghệ đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà chứng tết rất là độc đáo, nhưng mà giá cả thì là khá là đắt đỏ. Trong chưa đào đấy quý vị, mai này. Đấy. Hôm nay là có tay lọc ra thấy mà có những cái hình như thế này nè, bonsai này, nụ tâm xuân này. Đó. Quý vị thấy rồi đó, người mua thì ít mà người bán thì nhiều. Không khí rất là ảm đạm, mặc dù đã rất gần đến những ngày 30 Tết rồi. Đấy thì vừa rồi thì tôi cũng đã cập nhật những cái hình ảnh đẹp nhất ở Huế bây giờ, hồi xuân cho đến là các cái chợ hoa xuân ở Huế, để cho quý vị được nắm. Và tình hình chung tuy là có khởi sắc nhưng mà nhìn thì vẫn có vẻ rất là ảm đạm. Và không biết những cái ngày sắp tới có khá lên hay không thì tôi cũng sẽ cập nhật liên tục để cho quý vị được nắm nha quý vị. Đây này, đào này, quốc này. Đó, đào được quá đẹp như thế này rồi, quốc thì quả triệu quả luôn. Đấy, nếu như quý vị thấy video hay và ý nghĩa thì mong quý vị like, chia sẻ và đăng ký kênh Huế Review nha. Một lần nữa xin chúc quý vị xem video thật là thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.